Hello, hôm nay Lung Nghiệp mình lại xin chào toàn thể các anh em đam mê nuôi chó trên mọi miền Tổ quốc. Tiếp tục video của ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ cho các anh em một cái cách để điều trị bệnh. Mà cái bệnh ở đây nó là cái bệnh phổi. Thì chắc là trong quá trình chăn nuôi thì có là rất nhiều các anh em sẽ gặp phải về cái trường hợp này. Bởi vì hôm nay là có một chú chó con nhà mình là nó bị về cái hiện tượng phổi này. Thì nhân tiện ở đây là mình chia sẻ cho các anh em cái kinh nghiệm để anh em cùng khắc phục và điều trị luôn. Như ở đây thì không có chú nào đâu nha. Mình con này mình đã bỏ riêng nó ra rồi. Đấy. Bởi trong cái quá trình mà các anh em chăn nuôi thì chắc chắn là các anh em sẽ gặp phải rất chi là nhiều. Có nhiều anh em sẽ chưa biết cách để khắc phục điều trị. Đây chú chó đấy thì mình sẽ bỏ ăn trên sân này rồi. Ê, cu, đây mình vừa mới thả nó ra cái nó đã chạy bốn xuống dưới dưới bụi này, nó tìm cái gì rồi không biết. Đây đây. Đây đây. Ây giả, mày đi săn à? Hả? Đây đây. Úi dồi. Đi vào đây. Tu. Đây nha các anh em nhé. Đây này, anh em nhìn cái lỗ mũi của nó đây này. Đây là cái lỗ mũi của nó, đây là lỗ mũi nó bị bệnh rồi nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái mũi này nó là cái mũi chó bị về phổi. Đây cảm giác nó thở nó rất chi là khó thở luôn. Đây anh em thấy không? Đấy. Đây nhìn này. Đó. Cái này nó là bị về phổi nhá anh em nhá, không phải là bị về cái thằng đường ruột đâu. Đấy anh em phải biết phân biệt ra, lỗ mũi chảy như này và thỉnh thoảng nó có cái hiện tượng khoẹt khoẹt khử khử ấy. Đấy, là bị về phổi. Thế còn lại cái điều trị thì ở đây mình sẽ cho các anh em cái phương pháp điều trị rất đơn giản thôi. Đây thì cả cái cách mà anh em điều trị thì anh em lấy một cái cặp thuốc này. Đấy, là anh em điều trị về cái phổi này cực kỳ hiệu quả hai nha. Hai cái này anh em cộng vào với nhau, anh em tiêm. Anh em tiêm và anh em điều trị. Đảm bảo với anh em khỏi 100% luôn, khẳng định với các anh em luôn. Đấy. Và cái trường hợp này anh em tiêm mũi nếu mà con nào nặng thì tiêm cho 2 mũi, 3 mũi đến mũi thứ ba. Thế còn lại con nào nhẹ thì anh em chỉ cần tiêm một mũi thôi nhá. Thế bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ để tiêm cho nó luôn đây. Đấy, về trong đàn là cái mùa thay đổi thời tiết này ý, là cái mùa mà nó rất hay bị hay mắc phải luôn. Đảm bảo cái bệnh này thì nó vẫn chạy nhảy hoạt động bình thường nhá anh em nhá, nó không phải như là cái thằng đường ruột. Nếu đường ruột ý, thì là nó sẽ bị và nó sẽ không chạy nhảy, như cái thằng này thì nó vẫn chạy nhảy bình thường. Ê, rồi nay mình chia sẻ cái phương thuốc điều trị bệnh phổi cho chó trong quá trình chăn nuôi đến đây là kết thúc. Anh em nào xem thấy hay cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Thế còn lại anh em nào có nhu cầu gì về tất tật tần tân cần mình tư vấn hỗ trợ thì anh em cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại mà mình để dưới góc của màn hình nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Mình xin chào.